Bà cụ 101 tuổi quyết đâm đơn kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì bị thu hồi đất liên tục nhiều năm. Lộ diện hàng loạt giao dịch lạ, vụ án cô đồng bổ cầu ngày càng phức tạp. Hà Nội hàng trăm phụ huynh quay kín trường tiểu học chất vấn về tuyển sinh. Yên Bái đã tìm thấy cháu trai 6 tuổi sau 5 ngày đi lạc trong rừng sâu. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 21 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử vụ án liên quan đến khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai của bà Bùi Thị Nuôi, 101 tuổi, cư trú tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình, Vụ án này thu hút sự chú ý vì những tranh chấp kéo dài nhiều năm liên quan đến việc thu hồi đất của bà Nuôi cho các dự án xây dựng. Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình ra quyết định 927 thu hồi 274,8 m2 đất của gia đình bà Nuôi để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A. Gia đình bà đã đồng ý nhận tiền đền bù để dự án được thực hiện. Tuy nhiên, sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình liên tục ban hành các quyết định thu hồi đất và bồi thường nhưng không đảm bảo đúng diện tích thực tế và giá bồi thường theo quy định pháp luật. Điều này khiến bà nuôi không đồng tình và khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định hành chính liên quan. Trước đó, vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà nuôi. Tuy nhiên, khi xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà nuôi, hủy các quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình vì tòa sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ vụ án. Sau các quyết định thu hồi đất, diện tích đất còn lại của bà nuôi là 1 701 m 2 Tuy nhiên, ngày 20 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình tiếp tục thu hồi 997,65 m2 để thực hiện dự án đường cứu nạn cứu hộ theo quyết định 592 và ngày 14 tháng 6 năm 2023, thu hồi thêm 68,9 m2 theo quyết định 460, khiến diện tích còn lại giảm xuống còn 424,45 m2. Bà nuôi cho rằng sau các lần thu hồi, diện tích đất của gia đình bị hụt mất 210m2, đồng thời không đồng ý với đơn giá đất và việc bố trí tái định cư không đầy đủ cho gia đình có 3 hộ và 8 nhân khẩu. Trong khi bà nuôi yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình thu hồi toàn bộ diện tích 1.701m2, xác định lại giá đất và bố trí tái định cư hợp lý, Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình chỉ công nhận diện tích còn lại là 424m2, phần lớn nằm trong quy hoạch không được xây dựng nhà ở lâu dài. Tại phiên tòa sáng ngày 21 tháng 8, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà nuôi. Sau phiên tòa, đại diện gia đình bà nuôi cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngày 21 tháng 8, tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn Hải Dương đã tổ chức phiên xét xử đối với bị cáo Trương Thị Hương, sinh năm 1986, cư trú tại phường Hiến Thành thị xã Kinh Môn, thường được biết đến với danh xưng cô Đồng bổ cao. Bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên tòa, bị cáo Hương liên tục nói bị cáo bị oan, họ Trương bị oan và đề nghị hội đồng xét xử minh oan cho bị cáo và họ Trương. Theo cáo trạng, Trương Thị Hương bị cáo buộc lợi dụng sự mê tín và dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh Tê, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn và vợ chồng anh X, phường Dư Hàng, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng, Bị cáo Hương thừa nhận chỉ nhận số tiền 4 triệu đồng từ gia đình anh T để mua lễ cúng rằm vào mùng 1 tại điện của mình, nhưng phủ nhận việc yêu cầu anh T chuyển thêm 40 triệu đồng và yêu cầu mẹ anh T chuyển 80 triệu đồng tiền lễ như cáo trạng đã nêu. Bị cáo cũng xác nhận rằng bà nền cô ruột của mình đã trả lại gia đình anh T hơn 60 triệu đồng, nhưng khẳng định không tác động bà nền làm việc này. Bên cạnh đó, tòa án cũng xem xét các giao dịch tài chính của bị cáo Hương, theo báo cáo, từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, tài khoản của Hương có tổng số tiền chuyển vào lên đến hàng triệu đồng. Trong đó, nhiều giao dịch có liên quan đến việc nhận tiền để làm lễ. Tuy nhiên, Hương khai không nhớ các giao dịch này và khẳng định không có hành vi gian dối. Hội đồng xét xử nhận định rằng tài liệu và chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa làm rõ việc điều tra các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo liên quan đến việc làm lễ và xem bói do đó để làm rõ những vấn đề này tòa quyết định trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân thị xã kinh môn để điều tra bổ sung viện kiểm sát được yêu cầu tra cứu thông tin các chủ tài khoản đã chuyển tiền ghi lời khai của những người liên quan về việc có hay không hành vi gian dối của bị cáo hương trong việc nhận tiền phiên tòa đã được hoãn lại để tiếp tục điều tra và làm rõ các vấn đề liên quan trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh quận Nam Từ Liêm đã tới cổng trường tiểu học Tây Mỗ 3 với mong muốn chất vấn nhà trường về việc không nhận con em có địa chỉ thường trú tại Tây Mỗ, nhà sát trường. Đây là cư dân sống ở các tổ dân phố 72, trong khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ đối diện trường. Nhiều người cho biết cư dân đã lập nhóm Zalo với gần 1.000 thành viên. Tất cả đang lo lắng trước nguy cơ nhà gần trường mà con không được vào học. Con em của họ phải sang học tại trường tiểu học Lý Nam Đế, địa chỉ ở Miêu Nha, Nam Từ Liêm, cách nhà 4 đến 5 km rất bất tiện cho việc di chuyển. Sau sự việc trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm, về đối tượng có nguyện vọng nhập học cho con trong năm học 2024-2025 gồm: Thứ nhất là những học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 từ các trường lân cận xin chuyển về trường mới theo khảo sát sơ bộ, trường tiểu học Lý Nam Đế gần đó có 233 học sinh có nguyện vọng xin chuyển về. Đối tượng thứ hai là học sinh từ các tỉnh khác, quận khác mới chuyển về sinh sống tại các tòa trung cư. Đối tượng thứ ba là học sinh năm nay vào lớp 1 nhưng trong kỳ tuyển sinh năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua không nộp hồ sơ vào trường. Một số em đã nộp hồ sơ vào các trường khác, có thể có nguyện vọng tiếp tục được rút hồ sơ để chuyển về trường tiểu học Tây Mỗ Ba. Về phương án giải quyết, cơ quan này cho rằng trước hết cần tuyên truyền để người dân hiểu, Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ tiểu học Tây Mỗ, dành cho học sinh lớp 2 đến lớp 5 và tuyển mới lớp 1 thuộc các tổ từ tổ 7 đến 12 và các tòa nhà chưa phân tổ thuộc khu đô thị Smart City. Theo phòng chủ trương của quận là đưa Tây Mỗ 3 thành trường chất lượng cao nên cần duy trì sĩ số đạt chuẩn 35 học sinh một lớp. Sau khi nhận các nhóm trên, tổng số học sinh của Tây Mỗ 3 là 30 lớp với 1.111 em, vượt 61 chỉ tiêu, đều nằm ở lớp 1. Phong khẳng định tuyển sinh đầu cấp đúng quy định, việc vượt chỉ tiêu do tốc độ tăng dân số nhanh của địa bàn. Cơ quan này cho hay, sau khi nhận đơn của những người có nhu cầu, phòng sẽ tổng hợp phân loại và thống kê, báo cáo lãnh đạo quận và tham mưu phương án giải quyết, đảm bảo đúng quy định. Trưa 21 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, cháu DVL, 6 tuổi, chú xã Lâm Giang đã được tìm thấy lúc 10 giờ sau 5 ngày đi lạc trong rừng. Theo đó, cháu DVL được một người dân tìm thấy trong rừng thuộc địa bàn xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, cách vị trí mất tích khoảng 20 km. Ngay sau đó, cháu L được đưa đến trạm y tế để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cháu trai ổn định. Đây quả là kỳ tích sống sót sau 5 ngày 4 đêm của cháu, trước đó cháu DVL cùng gia đình đi ăn dằm tháng 7 tại nhà họ Hàng, trên đường trở về nhà, cháu L cùng 8 người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả. Tuy nhiên sau đó cháu L một mình rẽ sang đi hướng khác và từ đó không thấy đâu. Người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 150 người gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ gia đình cùng người dân tham gia tìm kiếm cháu trai suốt 5 ngày qua. Ngoài việc tìm kiếm tại các địa điểm hố sâu, hang đá, khe suối, giám sát qua các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164, lực lượng chức năng còn hút cạn một ao nước gần khu vực cháu L mất tích để tìm kiếm. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Văn Quảng, sinh năm 1994, cư trú tại khu 3, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quảng bị khởi tố về hành vi làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả. Vào trưa ngày 30 tháng 6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác của Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Quảng khi đối tượng đang vận chuyển tiền giả để bán cho khách hàng tại thành phố Nam Định lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra người và khám xét khẩn cấp nơi ở của Quảng, thu giữ tổng cộng 3.100 tờ tiền giả có mệnh giá 5.000 đồng, cùng với 1.848 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có cùng mệnh giá. Bên cạnh đó, công an còn phát hiện một số thiết bị liên quan đến việc sản xuất tiền giả, bao gồm một laptop, một máy photocopy màu, hai bàn cắt giấy và các dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng đầu tháng 4 năm 2024, Quảng đã mua một máy tính sách tay và một máy in đa chức năng để phục vụ việc in tiền giả, có mệnh giá 5.000 đồng. Sau khi hoàn tất việc in tiền giả, Quảng đã tiến hành bán chúng cho khách hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu và tạm giữ hình sự ông Trần Văn Huy 39 tuổi, chú phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu về hành vi đưa hối lộ; tạm giữ hình sự ông Vũ Văn Hinh, trưởng phòng quản lý công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Lai Châu để điều tra hành vi nhận hối lộ. Theo đại diện Công an tỉnh Lai Châu, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ tại thủy điện Nậm Cấu khiến hai công nhân tử vong. Theo tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu, tiếp nhận đơn tự thú của Trần Văn Huy, sinh năm 1985 ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, là kỹ sư làm việc tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát về hành vi đưa hối lộ. Cụ thể ngày 19 tháng 8, Huy đến cơ quan điều tra để xin tự thú về hành vi đưa hối lộ, đồng thời xin nộp số tiền 140 triệu đồng. Huy khai, trong thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Huy đã mở 4 lớp tập huấn cho công nhân liên quan đến vật liệu nổ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Quá trình tập huấn thi và cấp giấy chứng nhận do Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cấp, Trần Văn Huy đã thu số tiền 2-3,5 triệu đồng một người, tương ứng 510 triệu đồng, để phục vụ vào việc đưa hối lộ cho Vũ Văn Hình. Sau khi tổ chức 4 lớp, Huy đã thu lợi, chiếm hưởng 140 triệu đồng. Căn cứ tài liệu do Huy cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra đã mời Vũ Văn Hình lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Hình viết đơn tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ. Bước đầu cơ quan điều tra xác định Vũ Văn Hình đã trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng từ Trần Văn Huy để tạo điều kiện cho việc tập huấn thi. Từ đó, hình chỉ đạo cấp dưới buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng các quy định về tập huấn đối với loại vật liệu nguy hiểm này. Sau khi nhận số tiền trên, Hình đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, phần lớn số tiền còn lại Hình giữ chi tiêu cá nhân. Hiện Vũ Văn Hình đã giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 220 triệu đồng, Trần Văn Huy giao nộp 140 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 8, nhóm công nhân vào hầm công trình thủy điện nậm cấu để đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan phá đá thì xảy ra sự cố mìn phát nổ, khiến một công nhân nước ngoài tử vong và một công nhân Việt Nam bị thương nặng. Đến nay, công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hai nhóm tội vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Vụ án đang được công an Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải An, Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Khổng Văn Lợi, sinh năm 1981 trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, khoảng 13 giờ 50 hôm 12 tháng 6 năm 2024, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực trước cửa số nhà 202 đường Phú Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng. Trong quá trình kiểm soát, tổ công tác phát hiện anh Khổng Văn Lợi, sinh năm 1981, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, Nam Định, điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Anh Khổng Văn Lợi không chấp hành, có lời nói và hành vi sử dụng một bọc tay nắm bằng cao su bên trái của xe đạp ném vào người một chiến sĩ trong tổ công tác. Tổ công tác đã đưa anh Khổng Văn Lợi về trụ sở công an phường Đông Hải 1 để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Khổng Văn Lợi có mức độ cồn đo được là 0,025mg trên 1 lít khí thở. Ngày 12 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Khổng Văn Lợi về hành vi chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự. Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại km 4 trên 10, quốc lộ 18B, đoạn qua bản Tài Phố, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vụ sạt lở đã tạo ra một hố sâu hàng chục mét ngay trên mặt đường nhựa, hoàn toàn chia cắt tuyến đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh nối tới quốc lộ 18A. Hiện tại, các phương tiện ô tô không thể di chuyển qua khu vực này do mặt đường đã bị sạt lở hoàn toàn. Ngay khi nhận được thông tin về sự cố, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tạm ngừng lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các cơ quan chức năng đang tích cực đánh giá tình hình và triển khai các phương án khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, tỉnh hiện có hơn 6.300 km đường bộ kết nối hầu hết các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, với khoảng 70% diện tích là đồi núi, nhiều tuyến đường đi qua các khu vực có địa hình phức tạp, bao gồm mái ta lưu cao. Đặc biệt, một số tuyến đường mới đưa vào khai thác đã xuất hiện tình trạng sụt lún và sạt trượt do đất đá rời rạc và địa hình chưa ổn định. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, dễ gây ủn tắc và chia cắt giao thông. Nhằm giảm thiểu rủi ro và tai nạn do thời tiết gây ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phối hợp với các đơn vị và địa phương để ra soát và đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông, sở cũng chú trọng việc xác định các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở cao đề xuất phương án khắc phục kiểm tra hệ thống thoát nước để đảm bảo thông thoát khi có mưa lớn và nhanh chóng sửa chữa những hư hỏng của công trình giao thông do ảnh hưởng của mưa bão trước đó các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp cần thiết để nhanh chóng khôi phục giao thông bình thường trên tuyến đường bị ảnh hưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hải, cựu giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 khoản 4 điểm a Bộ luật hình sự. Nguyễn Ngọc Hải sinh năm 1982, từng công tác tại khoa quân sự võ thuật của trường và đã bị tước danh hiệu công an nhân dân vào tháng 5 năm 2019. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, dù không có chức năng hay khả năng thực hiện cam kết Nguyễn Ngọc Hải vẫn tự giới thiệu mình có khả năng xin việc vào ngành công an, chuyển từ công an nghĩa vụ sang công an chuyên nghiệp cho các cá nhân. Số tiền mà Hải lừa đảo tổng cộng lên đến hơn 2 tỷ đồng từ 4 nạn nhân. Một trong những nạn nhân là anh Lê Văn Tê, sinh viên hệ dân sự của trường đại học phòng cháy chữa cháy, đã đến nhờ Hải xin việc vào công an tỉnh Bắc Ninh. Hải đưa ra mức chi phí 800 triệu đồng và yêu cầu anh Tê chuyển trước 500 triệu đồng. Cam kết đến tháng 2 năm 2018, sẽ có quyết định tạm tuyển. Khi đó anh T sẽ thanh toán nốt 300 triệu đồng còn lại. Tin tưởng vào chức danh giảng viên của Hải, anh T đã đưa 500 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời hạn cam kết, Hải không thực hiện được việc xin việc cho anh T và cũng không trả lại số tiền đã nhận. Trường hợp khác, bà Vũ Thị T có con trai là anh Nguyễn Sĩ C đang đi nghĩa vụ công an phòng cháy chữa cháy tại công an thành phố Hà Nội đã nghe thông tin về khả năng xin việc của Hải và nhờ ông này giúp con trai bà ở lại biên chế trong ngành công an và học trung cấp trong năm 2017. Hải đồng ý và yêu cầu chi phí là 500 triệu đồng. Bà T đã chuyển số tiền này cho Hải. Đến đầu tháng 2 năm 2018, thấy con trai vẫn không được vào ngành, bà T liên lạc với Hải, người này hứa hẹn đang lo thủ tục. 4 tháng sau, Hải thông báo có một suất cho anh C vào cảnh sát cơ động và yêu cầu thêm 300 triệu đồng. Bà T đã tiếp tục chuyển thêm số tiền này Tuy nhiên đến tháng 11 năm 2018, anh C vẫn không được vào ngành công an như hứa hẹn, sau nhiều lần khất lần và không trả lại tiền, bà T đã tố cáo Hải ra cơ quan công an. Ngoài các trường hợp nêu trên còn có hai nạn nhân khác cũng đã tin tưởng và giao tiền cho Hải với hy vọng được xin vào công an chính quy và làm kế toán tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân 1. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra xác minh tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1 đều cho biết không tiếp nhận hồ sơ của các bị hại. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc và triển khai các biện pháp khắc phục để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mới đây, Sở Y tế Đắk Lắk đã công bố thông tin về một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến ca tử vong của bệnh nhân NTA, 67 tuổi sau khi thực hiện thủ thuật thay van động mạch chủ qua da TAVI tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Theo báo cáo, bệnh nhân nhập viện vào ngày 26 tháng 7 và được chỉ định thực hiện thủ thuật vào ngày 28 tháng 7. Tuy nhiên, sau ca can thiệp, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 29 tháng 7. Qua kiểm tra hồ sơ bệnh án, Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện một loạt vấn đề nghiêm trọng trong quy trình thực hiện và xử lý vụ việc. Vấn đề đầu tiên đến từ ekip thực hiện ca phẫu thuật gồm 3 bác sĩ từ bệnh viện Bạch Mai Hà Nội nhưng không có sự tham gia của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ siêu âm tim. Điều này có thể đã ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác trong việc chẩn đoán và theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng không cung cấp hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện Bạch Mai cùng với hồ sơ năng lực của các bác sĩ từ bệnh viện bạch mai bao gồm chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật liên quan ngoài ra chẩn đoán trước phẫu thuật của bệnh nhân không đầy đủ khi thiếu các cận lâm sàng cần thiết như chụp động mạch vành đo đường kính lỗ van và đường kính gốc động mạch chủ những xét nghiệm này rất quan trọng để đánh giá tình trạng của van tim và động mạch chủ từ đó đưa ra quyết định phẫu thuật chính xác trong quá trình xử lý biến chứng, việc chỉ định mở ngực đã được thực hiện nhưng không phù hợp do thiếu đội ngũ phẫu thuật tim, thiếu tuần hoàn ngoài cơ thể và các thiết bị hồi sức tim cần thiết. Điều này có thể đã làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân. Bệnh viện cũng không thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đánh giá mức độ mất máu và chức năng các cơ quan khác sau khi bệnh nhân xảy ra tai biến hơn nữa các bác sĩ điều trị đã không thực hiện chẩn đoán đầy đủ về cơn đau thắt ngực không ổn định của bệnh nhân dù đây là triệu chứng của hội chứng vành cấp một tình trạng đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời phản hồi từ bệnh viện bạch mai cho thấy lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu các bác sĩ tham gia ca mổ làm bản tường trình chi tiết về sự việc ông nguyễn tuấn tùng phó giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết bệnh viện đã tiến hành ra soát các văn bản và giấy tờ liên quan đến quy chế hợp tác và sẽ tổ chức cuộc họp để làm rõ các vấn đề liên quan đến sự việc. Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai cũng phát hiện ba bác sĩ tham gia ca can thiệp tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã không báo cáo lãnh đạo bệnh viện về việc thực hiện thêm ngoài giờ và không có kế hoạch cụ thể với Sở Y tế Đắk Lắk về chuyển giao kỹ thuật. Bệnh viện khẳng định rằng tất cả các hoạt động liên quan đến việc làm bên ngoài, hội trận, hỗ trợ chuyên môn và hợp tác chuyển giao kỹ thuật đều phải có văn bản báo cáo lãnh đạo bệnh viện và quy trình này đã không được thực hiện đúng cách trong trường hợp này. Sở Y tế Đắk Lắk cũng thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá vụ việc. Hội đồng chuyên môn chỉ ra rằng quy trình hội trần trước phẫu thuật chưa được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. Cụ thể cần có biên bản hội trần cấp khoa, liên khoa hoặc toàn viện trước khi mời chuyên gia tuyến trên hỗ trợ chuyên môn và cần hội trần ngoại khoa trước khi thực hiện phẫu thuật. Hội đồng chuyên môn cũng đã gửi báo cáo chi tiết lên Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh và Thanh tra Bộ Y tế vào ngày 16 tháng 8. Các cơ quan này sẽ tiếp tục xem xét và điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong và xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử bị cáo Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1982, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Mạnh Hát sinh năm 1982, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, người có mối quan hệ bạn bè với bị cáo. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, Phạm Anh Tuấn và anh Nguyễn Mạnh Hát đang ngồi uống nước tại chân cầu vượt Cửa Nam thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, mâu thuẫn này được can ngăn bởi những người xung quanh và anh Hát đã rời đi về nhà. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, anh Hát gọi điện cho Tuấn để hẹn gặp tại quán nước nhằm giải quyết mâu thuẫn. Nhận được cuộc gọi, Tuấn đã về nhà, lấy hung khí rồi đi xe máy tìm anh Hát. Khi gặp anh Hát ở khu vực gần quán nước, Tuấn đã dùng hung khí tấn công vào anh Hát, nhưng anh Hát đã né được và bỏ chạy. Tuy nhiên, sau khi anh Hát bị ngã do mất thăng bằng, Tuấn đã tiếp tục dùng hung khí tấn công liên tục 5 lần vào người anh Hát. Trong lúc bị tấn công, anh Hát đã cầm hai viên gạch ném vào Tuấn. Do có nhiều người can ngăn, Tuấn đã dừng lại, bỏ đi và vứt hung khí xuống hồ nước. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy anh Hát bị thương tật 42%. Ngày 15 tháng 9, Phạm Anh Tuấn đã đến công an đầu thú. Tòa án sơ thẩm thành phố Vinh đã xét xử và tuyên phạt Tuấn 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Không đồng tình với mức án này, bị hại đã kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo và cho rằng việc truy tố bị cáo với tội danh cố ý gây thương tích là không chính xác. Bị hại yêu cầu xét xử lại bị cáo với tội danh giết người tại phiên tòa phúc thẩm bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo cho rằng hành vi của bị cáo là cố tình giết người vì đã tấn công nhiều lần vào các vùng trọng yếu của cơ thể anh h và việc anh h không chết là ngoài ý muốn của bị cáo đại diện viện kiểm sát cho rằng dựa trên kết quả giám định và các vết thương không có cơ sở để khẳng định rằng các vết thương gây hậu quả chết người nên không đủ căn cứ để thay đổi tội danh Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định rằng, mặc dù bị cáo đã sử dụng kiếm để tấn công, nhưng không có chứng cứ cho thấy bị cáo có mục đích tước đoạt tính mạng của bị hại ngay từ đầu. Ngay khi bị hại ném đá và được mọi người can ngăn, bị cáo đã dừng lại và bỏ đi. Các hành vi của bị cáo không đủ cấu thành tội danh giết người. Do đó, tòa án phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị hại và giữ nguyên mức án 7 năm tù đối với bị cáo Phạm Anh Tuấn về tội cố ý gây thương tích. Trong cuộc họp báo mới đây về công tác thanh tra kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã nêu hướng xử lý việc gần 2.800 bài thi sai điểm và hơn 250 em từ đỗ thành trượt. Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết, để khắc phục những sai sót, Sở thành lập tổ công tác liên ngành để tiến hành giả soát, kiểm tra, đối khớp lại điểm thi từng bài thi của tất cả các thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công bố bảng điểm này lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp vào 9 giờ sáng ngày 20 tháng 8. Tỉnh cũng chỉ đạo các trường trung học phổ thông tư thục và trung tâm tổ chức xét tuyển theo chỉ tiêu được giao và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt xong trước ngày 27 tháng 8. Với hơn 250 thí sinh từ đỗ thành trượt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức gặp mặt để động viên và hướng dẫn các em đăng ký học tập tại các trường trung học phổ thông tư thục, trường nghề trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nếu có nhu cầu, đảm bảo tất cả học sinh đều có quyền được đến trường. Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cũng chia sẻ thêm, thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu dẫn đến việc bị lệch phách, sai điểm của thí sinh, sai kết quả tuyển sinh. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tham mưu gia hạn thời gian đình chỉ công tác, ông Nguyễn Viết Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để phục vụ công tác thanh tra. Nói về nguyên nhân sự việc, ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, nguyên nhân của việc sai điểm là do lệch phách, không phải do công tác chấm thi và khẳng định sai sót này không xuất phát từ nguyên nhân có yếu tố tiêu cực. Mong nhân dân, phụ huynh, học sinh thông cảm chia sẻ với ngành giáo dục trong bối cảnh phải tổ chức nhiều kỳ thi quy mô lớn, quan trọng trong thời gian ngắn. Theo ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sự việc đã ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội uy tín của ngành giáo dục và các em học sinh. Đây là bài học sâu sắc. Kết quả thi phải đúng người, đúng năng lực. Do đó, tỉnh mong nhận được sự đồng thuận, chia sẻ khi nhiều học sinh từ đỗ thành trượt. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cũng thông tin sẽ tổ chức cho học sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 thông qua hệ thống tuyển sinh đầu cấp, tiến hành xét tuyển và công bố trúng tuyển bổ sung vào ngày 23 tháng 8. Đồng thời, Sở sẽ tổ chức cho học sinh tiếp tục nộp đơn phúc khảo và chấm thi phúc khảo lần 2 thời gian nộp đơn từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8. Ngoài ra, những thí sinh không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập, đăng ký xét tuyển và các trường trung học phổ thông tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên theo nguyện vọng thì đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8. Ngày 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bi, cựu chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang, 8 năm tù về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, Bi được phân công tổ chức thi hành án vụ việc theo đơn yêu cầu thi hành quyết định của bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh trong việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Theo đó, bà n t cư trú tại thành phố Long Xuyên, có trách nhiệm nộp hơn 950 triệu cho người được thi hành án là ông N.V.T. và bà L.T.N. Quá trình tổ chức thi hành án ngày 10 tháng 2 năm 2023, phía 3NTU đã nộp đủ tiền. Sau khi thu đủ số tiền thi hành án, Bi lại không giao nộp tiền và Biên Lai, like, biên nhận cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh An Giang, không thông báo cho ông T biết mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. Để che giấu sự việc, Bi đã hủy Biên Lai like thu tiền rồi báo lại với bộ phận kế toán của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh An Giang, nguyên nhân hủy là do ghi nhầm năm. Khi ông T đến gặp Bi, đề nghị quan tâm việc thu tiền thi hành án giúp thì Bi đã chuyển tiền cho ông T tổng cộng 350 triệu đồng, nhưng lại nói rằng tiền này do Bi mượn của người nhà để tạm ứng. Đồng thời, Bi ghi biên nhận là ông T mượn tiền. Đến ngày 17 tháng 8, phía ông T biết việc bà NTU đã nộp hết tiền thi hành án, nên đã phản ánh đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang biết sự việc tham ô bị bại lộ, bi đã lập và tự ký ba biên lai thu tiền nhưng không có chữ ký của người nộp tiền để hợp thức hóa số tiền hơn 600 triệu đồng đã chiếm đoạt. Vào đầu giờ chiều ngày 20 tháng 8, khu vực huyện Con Lông, tỉnh Con Tum đã chứng kiến một loạt các trận động đất liên tiếp gây chấn động cho toàn bộ khu vực Tây Nguyên. Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trong ngày 20 tháng 8 đã xảy ra tổng cộng 7 trận động đất tại huyện Con Lông. Trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 12 giờ 57 phút với độ lớn 3.4. Chỉ sau một phút, một rung chấn khác xảy ra tại khu vực với độ lớn 3.8. Đặc biệt là vào lúc 13 giờ 05 phút, một trận động đất mạnh 4,2 đã xảy ra ở độ sâu khoảng 8,1 km, gây rung chuyển mạnh mẽ không chỉ ở huyện Con mà còn tại các huyện lân cận. Sự rung lắc mạnh mẽ được cảm nhận rõ tại thành phố Pleiku, cách tâm chấn khoảng 100 km. Người dân nơi đây cho biết họ cảm thấy các tòa nhà rung chuyển dữ dội. Anh Phạm Văn Lực, một cư dân thành phố Pleiku cho biết, đang nghỉ trưa trên tầng 4 bỗng thấy rung lắc lớn, cả một tòa nhà lớn rung chuyển vài giây. Trong khi đó, anh Đinh Hồng Khoản, cán bộ bảo vệ rừng ở xã Măng Cành, huyện Công Bình Lông, cho biết mái nhà của anh phát ra tiếng kêu ầm ầm, trong khi mặt đất rung lắc mạnh. Vụ động đất ngày 20 tháng 8 tiếp tục chuỗi sự kiện động đất liên tiếp tại khu vực này. Trước đó, vào ngày 8 tháng 8, huyện Con Lông đã ghi nhận 5 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,2. Đặc biệt, trận động đất lớn nhất xảy ra vào 22 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 với độ lớn 4,2 đã gây thiệt hại đáng kể. Khu vực huyện Con Lông từng là nơi khá hiếm xuất hiện động đất, nhưng từ tháng 4 năm 2021, sau khi Thủy điện Thượng Con Tum tích nước, hoạt động động đất kích thích đã gia tăng đáng kể. Các chuyên gia cho rằng, động đất trong khu vực chủ yếu là do áp lực từ hoạt động tích nước hồ chứa lên hệ thống đứt gãy địa chất dưới lòng đất. Phó giáo sư Cao Đình Triều, một chuyên gia về động đất cho biết, động đất tự nhiên cực đại ở khu vực này có thể đạt từ 6 đến 6,3 độ. Tuy nhiên, động đất kích thích trong khu vực có thể không vượt quá 5,3 độ. Trận động đất 5.0 độ xảy ra vào trưa ngày 28 tháng 7 có thể là trận động đất kích thích lớn nhất ghi nhận ở khu vực này. Từ đầu năm đến nay, khu vực huyện Con đã ghi nhận trên 200 trận động đất, với nhiều trận ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình và có các biện pháp ứng phó để giảm thiểu ảnh hưởng của các trận động đất trong tương lai. Liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không sách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố tổng cộng 1038 bị can về các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tăng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ hơn 323 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn, chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, kết quả chuyên án truy xét số VN10 đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã chặt đứt 343 nhánh phân nhánh được dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, đồng thời khui từng vỏ bọc của các ông chủ ma túy. Trong thời gian ngắn, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó chuyển phát nhanh nội địa về thành phố Hồ Chí Minh, cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Lực lượng công an đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu cầm đầu trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng thể hiện tinh thần khẩn trương, mưu trí, sáng tạo, sắc bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như bản lĩnh, tính nhân văn sâu sắc, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Dạng sáng 20 tháng 8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại km 28 750 trên quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Si Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu sạt lở đã gây ra một khối lượng đất đá ước tính khoảng 40.000 mét khối, kéo dài khoảng 150 mét và cao từ 15 đến 20 mét, chắn ngang hoàn toàn con đường. Vụ sạt lở không chỉ làm đứt sụt khoảng 70 mét chiều dài của nền đường nhựa, mà còn gây ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng. Khu vực bị chia cắt hiện đang ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông giữa xã biên giới Mù Cả và các xã khác trong huyện Mường Tè, cũng như giữa huyện Mường Tè, Lai Châu và huyện Mường Nhé, Điện Biên. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, cho biết điểm sạt lở có địa chất rất phức tạp. Công ty đã nhanh chóng báo cáo Sở Giao thông Vận tải Lai Châu và đề xuất phương án phân luồng cho các phương tiện giao thông. Hiện tại, công ty đang tập trung nhân công và máy móc để mở nền và thông tuyến với mục tiêu khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, để đảm bảo nhu cầu của người dân, huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền, xã Mù Cả, ra soát tình hình lương thực và nhu yếu phẩm trên địa bàn. Huyện cũng đã triển khai các biện pháp phân luồng giao thông, yêu cầu cắm biển báo và hướng dẫn các phương tiện lưu thông tạm thời qua quốc lộ 4H hoặc tỉnh lộ 127 ra huyện Nậm Nhùn Lai Châu, rồi đi theo quốc lộ 12 về thị xã Mường Lai Điện Biên trong trường hợp tình trạng chia cắt kéo dài huyện mường té sẽ có phương án vận chuyển hàng hóa từ huyện mường nhé điện biên vào để cung ứng và hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu đói các đơn vị liên quan đang nỗ lực khắc phục sự cố và làm việc khẩn trương để sớm thông tuyến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân trong khu vực